cái kết đáng dành cho kẻ trộm xe của võ sĩ Ma. Võ sĩ Jordan Williams mới đây đã đăng lên trang Instagram của mình đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc bắt trộm xe này. Võ sĩ Ma chuyên nghiệp, võ thuật hỗn hợp người Mỹ Jordan Williams đã chia sẻ đoạn video ghi lại bởi camera an ninh ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi mà anh ghé mua đồ, cho thấy một người đàn ông định lấy trộm chiếc ô tô của anh. Đúng lúc đó, võ sĩ nổi tiếng của giải vô địch đấu võ tối thượng, UFC ra khỏi cửa hàng và bắt kịp tên trộm trên chiếc xe đang chạy lùi để tẩu thoát. Phản xạ nhanh nhạy và sức mạnh võ sĩ đã giúp William lôi cổ được tên trộm ra ngoài, khiến tên này sau đó phải bỏ chạy. Về việc vì sao tên trộm không lập tức lái xe đi, William giải thích rằng ô tô của anh có khóa thông minh, chỉ khởi động được khi khóa bấm ở trong bán kính khoảng 1,5m và may mắn là anh luôn mang khóa theo bên mình. Khỏi phải nói, tôi đã có bài học cho riêng mình sau vụ việc này. Hy vọng tên trộm cũng vậy, William chia sẻ trên Instagram. Sau đó, anh sửa lại rằng tên trộm vẫn có thể lái xe đi dù anh mang theo khóa bấm bên mình nếu xe vẫn nổ máy. May mắn là anh đã ra đúng lúc, có lẽ tên trộm không biết nhả phanh tay. Trả lời kênh thể thao ESPN, William nói, tôi mở cửa xe và thật buồn cười khi việc đầu tiên tôi làm là ném những thứ vừa mua lên ghế phụ rồi mới đấm anh ta. Sau cú đấm đầu tiên của tôi, tên trộm nói, ok, tôi xin lỗi. Có vẻ như việc bỏ chạy sau đó của tên trộm quá dễ dàng. Dù bị bắt quả tang trộm xe ô tô của một võ sĩ, đó cũng chính là điều tiếc nuối của William. Anh nói rằng lẽ ra phải hạ knock out tên trộm ngay lúc đó rồi giao nộp cho cảnh sát. William đã có 9 chiến thắng ma và 5 thất bại. Lần đầu tiên tham gia UFC sau khi chơi rất tốt tại Dana Hittite Contender Series hồi năm ngoái.